dương vắng lòng ai quanh yên cũng chờ mong. Kiếp cầm ca khổ tới bao giờ, đàn diều ngơ. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà chú Trùm, người mà trước đây mà đi bán giấy số dạo lang thang ở đường phố á. Mấy tháng nay thì dịch bệnh rồi sao chú? Thất nghiệp, không có gì sống luôn. Vậy hả? Rồi có khó khăn gì không? Khó thà bà, không có gì. Còn bữa lâu lâu thì đi mượn anh em cô bác thì mình 50 ngàn, 60 ngàn. Vậy hả? Ở nhà này là chú là có mình hả? Cha mẹ qua đời hết rồi. Vậy hả? Chưa có vợ luôn? Chưa. Rồi mấy tháng nay người ta có hỗ trợ gì cho chú không? Thì nó cho được gạo được 2 lần á, chứ cho được chú gửi đó là 4 năm trời còn nó lắc hơi đâu. Dạ. Sống là 20-30 ngàn không đủ sống luôn. Dạ. Ăn đủ ăn chứ dịch không cho ăn cá với lại người ta luôn á. Dạ. Dịch từng ngàn trứng đâu đổ đi, bữa ăn sáng trứng nhiều trứng, sáng ăn trứng ngày thử đâu. Nó còn cứu không nấu đâu đâu. Sáng ăn trứng chiều trứng? Ừ, một ngày hai thử bằng cứu một chết á. Đấy, ngày với ngày nhiêu? Ngày hai trứng rồi, lớp nào bữa đó chặt ba cái cây cỏ cái hàng con gì đó đâm chỗ này cũng đổ lên cạn rồi nè. Phải bữa đó con qua sớm nhìn thấy hết luôn. Ờ. Cũng đổ luôn. Bị vết thương đây hả? Ừ. Bữa đó mua 2 ba lần thuốc. Vậy hả? Ừ. Hôm nay đến đây tặng cho bà gì, nãy đi tận tình cờ gặp chú ngoài đường ở cô bác quý anh chị. Thì hôm nay tặng bà gì? Tặng cái bản dần sông quê em. Dần sông quê em à, mời cô bác quý anh chị cùng thưởng thức nha. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về sớm nhỏ, nghe thì gần tiếng sóng vỗ gần xa, dòng sông quê đẹp bóng trắng nhà, nghe câu hát xa xa lòng anh chân nhà. Phường kề anh nghe tiếng màu xanh trên dòng sông và em có cây niềm quê hương với tình em đó rồi đâm ta xa nhờ con sông nhỏ trong lòng. Dòng nước trong xanh rồi anh chẳng gần mấy mươi năm không cùng ta ra tràn màu xanh quê hương lớn lên trong bơm gầm ưa đàn nắng trái mưa ngà của tình mẹ chất yêu dòng sông tuổi yêu nay trở nhiều nhung nhớ xong rồi chưa? Dầm, hai cậu đó. Nghe nói là đợt dịch gì rồi là chú dự định bán đàn luôn hả? Tính bán cái đàn rồi đặng so qua dịch tao xem lỡ. Bây giờ chú hồi lúc đó chú mới xấu, chú bán số lần một tháng không chú thôi cho là 3 triệu bạc. Chú sống phải luôn à? Rồi hết giờ tao qua dịch chờ đâu có tiền gửi sao sống được? Muốn nó chạy sao chú nấu? Có xương cha đâu mềm, nó đừng chứ xương con. Sao? Xương cha cũng mềm đó hả? Nào sống rồi sống, lắc quá là hoài. Ổng gà còn nhiêu tiền? Còn khi mất mà còn máu nãy nhiêu là rồi.
Còn máu nãy còn 20.000 á. Ai đâu mà tính ra kêu tính hàng đợt khám là dịch bùng phát nhiều, thấy mà thiếu rồi tính bán cái đàn mà ta không có biết đàn ta đâu mua đâu. Bán cái đàn là bán nhiêu? Là có 400 à. 400 xong được đàn khúc cũng được nửa tháng nữa cái má nữa. Dạ. Là ta đừng lấy. Lúc trước cái đàn này là mua nhiêu? 600. Mua đâu? Mua trăm mấy. Mua 600. Ai mua cho chú? Chú đi mua. Bây giờ chú biết đàn mua được mà người ta không biết đàn, tao muốn cho tao mua giùm đặt cái đàn bỏ luôn cái đàn. Nó điếc cái kêu dây phải không? Đúng không? Thôi lúc trước này chú học đàn ở đâu chú giùm? Chú học dạo đó chú có quen cái ông thầy ông bán đàn ren ngoài đường nè. Ông người bán đàn ren cái bữa nào cũng chú ham đàn cái kêu cái chú mua cái đàn gì chú đàn khơi khơi đó. Cái ông ghé vô ông đàn cái đàn nó giàu bữa nào ông chạy thuê. Dạ chỉ còn chừng 15-20 phút mà tôi mua bữa cái ghẻ nào rồi làm. Bữa nào ông dạy cho đã cái đàn tân nào mà ông dạy được đời dạy bắt câu cái mua con bắt con gà cái mà thịt cái nhậu giống. Cái sao ông tôi nói ông giờ ông không có bán đàn ca nữa ông bán cà gheo mà cậu tiền cho con đi mơ mốt rồi cậu già cái nào cậu đem theo uống ăn chết theo uống lắm cái mới không được tao lo bán cà gheo đua nó không có kịp cái bắt đầu sao ông bị tao biến cái ông bỏ nghề cái giờ nó mất tiêu giờ ông đi đâu ông bị tao biến nhận bỏ nghề ông nhà với Tân Long chứ giờ ông đi mà gãy hơn luôn một nặng chỉ mà gãy ông đờ nghỉ được luôn đâu được nó lái xe ra đận bắn đụng không được cái tay nó xìu dặn không được nó không làm được cái tay nó bị tiếng rồi là đúng cái đau không được hả? Ông tin đẻo ông sao là ông ông dạy ông được mấy bài gì dạy ông được mấy bài được có hai ba công ô trời một chết bà nội lúc trước gặp chú là đi vác cái đờn ngoài đường là vừa đờn vừa bán vé số ừ không có bán số đâu chưa bán số thì cha mẹ còn sống mà nuôi được cha mẹ qua đời không làm cái đói qua nay dịch bệnh qua thăm chú nè dạ rồi bữa nay ăn cơm gì chứng dịch tao đang chứng dịch đó trứng vịt mấy tháng nay luôn hả? Vịt quá đó lâu lâu thì thèm quá thèm trứng ngẫu thì mua bảy 20 ngàn một thịt kia luộc ăn được 2 ngày. Không quá chết luôn cái này chết mà chết chừng 2 tháng nữa đem trôn luôn còn quẹ rồi sống. Rồi trôn. Đúng chứ không dùng gian tại sự nấu chết luôn chứ thầy cứ ăn lắc qua lại không. Bây giờ đời khó rồi. Thà tôi đi mua buôn quá mẹ gạo cho mình xin cô bác cô trợ lâu lắm mẫu không đủ không có nữa. Đàn giọng Kim Lan nghe chơi bản dán giọng Kim Lan nghe chơi chú trợ. Chú không có biết đàn chạy của nó cũng sắc đàn chú không thấy qua chú cái học à thảo chưa là học bản đó học được bản gì nó quên rồi năm mai rồi chú có cuốn sách tôi mua cuốn sách thằng lục mà cô đi học chú mua cho cô lãnh với làm 100 bữa chưa 270 ngàn rồi ông không thấy đường sao mua được mua về nhà tao mới nói nữa tao nói không thấy đường đồng học rồi sao thì mà tới rồi đem cắt luôn chứ làm sao vậy không thấy đường đồng học cuốn sách mà thấy với một chữ đen đó biết không chứ phải chữ nấu đồng học chèo xuôi sông nước đã thành thơ chỉ có tiếng không gian cũng khúc nhà dương dân lòng ai quanh niên cũng chờ mong kiếp cầm ca khổ tới bao giờ chú cởi cái vụ mà đoạn đi bán vé số cho nghe được này ghê lắm hồi lúc có không chú bán số bên hàng già bên nghe mấy bà mà bên từ thiện nha bà nó có cô gái này khoảng chừng 30 mấy tuổi cổ đi tham đi ưa lừa gạt cái mấy người mù với mấy bà già lắm tụi mà chú tôi chú phải cũng có đâu chú bán số chú còn mà chú mà tiền 100 vé không là chú cháu bớt tao chú trừ một cái 15 vé à cái này chú bán còn có đâu 15 vé à 2 sắp cái nó mua nó ghé đàn anh em mua bảy tài sáu coi cái ghế với ngọc ngọc nó lấy đâu 7 tài 6 nó nói con tàu anh nó nói em nói lỡ em cái cọc số này em biết bao nhiêu không? Anh nắm tờ rồi đó cái nói hai tờ nó không có đúng đâu nói chúng nó cho đi cho mấy anh nắm cặp luôn đó. Cái hơi nó 7 tờ đúng rồi đó đi đi người ta đưa tiền tôi đi đưa tiền cậu đầu nó nói đã em dính tờ dính gì dính
là bị ba lần đầu. Lần đầu tiên chú không để điều đó ha, lần cái chú không bắt được, cái lần thứ ba chú bắt được. Lần đầu tiên là 7 vé, lần sau 9 vé, lần sau 7 vé, trên trời đó không mua vé 9-7 vé không nói gì đó. Bắt được 3 lần luôn. 3 lần mà cái 2 lần đầu chú ấy ơi, chú không có quan tâm cọc số với chú bán mà. Thì sao chú theo dõi tôi biết cọc số bán mua vé sao mắc mau chứ. Đột nhiên cọc số tôi bằng đầu kia nó nói mua vé mà hết tao mẹ cọc số rồi. Cái đầu bắt được nó trả lại mấy miếng cô mà không đưa tôi la nạn nữa. Rồi tôi bắt tao lại vậy đó. Cái nó nói là tôi lại dính, đừng la. Chứ cái đầu tôi mới nói với cô bác là tôi đi bán số nữa mà đi nó khánh nữa. Cái cô kia có mua số tôi mà cặp phải được con cua kêu tôi đi thuốc trong bờ đầm trong dắt tôi thuốc trong má trong đường sau nó bị đường mà đó không mà không mua đi dắt ra tao thuốc trong biết nè tôi đóng trong bà thôi này bữa nay ngủ đi đâu trời mua số cho nó mát thằng ô muốn mà muốn mẹ mà thấy đi cái tôi không cho đi tôi sợ hoài cái nó bộ tôi xả tôi lấy mua số chú gì tôi đâu có lấy đâu cái tôi cũng nhắm mắt tôi đi đại thôi mày đi thấy trong rồi tình hình quá nó không lấy hay mà đâu chú dùm có mình cây đờn làm bạn rồi là bán cái đờn lấy cái gì làm bạn bán thì mình qua mùa dịch mình tơi lỡ vậy mà bả mình mới mua dụ như chú biết mua đờn chú đờn được chú mua được mà dụ như mấy người khác không biết đờn mua đi mua đờn về nhà cái đờn bỏ luôn xả mà được nó kêu dây không phải là nó điếc kêu nó kêu chú biết mua chú đâu có xả đâu đâu có mình học có biết học được bài gì nữa đờn thêm bài câu nữa các bạn cũng nằm ơn thôi đờn không thử ai bạn vắng nào không? Có bạn vắng nào nữa không? Nắng tình xưa tôi đi bán nhọc đường đập xung quanh bụi đậu trên thuốc trên bụng mụ từ trong chạy xuống chạy tới đất khánh đồng gần xe là két mà số chú đó bỏ đang đưa số đưa đâu 3-4 số 3 được con mẹ đó ngừng đâu bao nhiêu còn 50 vé anh lấy tao đưa chú gì tao bắt đầu luôn nói chú đi nhậu nó không hồng mày cố gắng giữ gìn sức khỏe nha vậy vậy là hết bản vắng nào đó hả cái gì còn bản nào nữa không còn nữa 2 bản nữa bản gì nữa bản ngủ điểm bài tạ với bản ngủ điểm với ngủ điểm bài tạ hay đó ngủ điểm bài tạ nè nhiều người đời nó ca tộc lắm nó ca chú hài sang trả điều chơi vậy gì ca gì tùm lum la lộng sùm ảnh ừ nghe ngủ, nói. Ngủ điểm bài tạ đi rồi quá hay thôi con chúc chú Tùng có sức khỏe nha cái này cái giữ gìn sức khỏe.